Xin chào bố mẹ và các con. Ngày hôm nay cô mang đến cho các con một hoạt động tạo hình với đề tài gấp con bướm thuộc chủ đề thế giới động vật, nằm trong các chủ đề mà các con được học ở trường mầm non đấy. Ở hoạt động này, cô cũng đã sử dụng thẻ hoạt động AM30, tờ giấy ảo thuật nằm trong bộ công cụ hỗ trợ cho trẻ trong việc đọc viết toán. Mục đích của hoạt động này giúp các con phát triển các kỹ năng ghi nhớ, quan sát và biết cách làm quen với các thao tác gấp giấy. Sau khi xem xong đoạn video, bố mẹ có thể thực hiện lại cùng với các con để các con có thể nắm vững kiến thức và rèn luyện được các kỹ năng một cách tốt nhất. Nào, bây giờ xin mời bố mẹ và các con cùng đón xem. Yeah! Cô Quyên có gì đây? Wow! Gì đây con? Giấy màu. À, cô Quyên có rất là nhiều tờ giấy màu đúng không? Ngoài ra thì cô còn có... Đây là gì Thiên Kim ơi? Dạ, con lau tay. Còn đây? Ôm thơ. À, ngày hôm nay thì cô sẽ cho các con, cho con là gấp những tờ giấy màu này thành những con vật rất là đáng yêu đấy. Con có biết đó là con vật gì không? Dạ không. À, trời tối, trời tối. Đi ngủ, đi ngủ. Trời sáng rồi. Cô Quyên chuẩn bị một hộp quà cho Thiên Kim nè. Bây giờ Thiên Kim đoán xem bên trong có gì nhé. 1, 2, 3. Con bông bướm. À, đây là gì, đây là gì, đây là gì? Con bông bướm. À, con bông bướm cô Quyên tặng cho Thiên Kim nè. Thiên Kim xem con bông bướm của cô Quyên nào. Trời, con bông bướm màu gì đây? Màu xanh. À, màu xanh. Vậy thì ngày hôm nay con có muốn từ những tờ giấy màu này gấp thành những con bướm bướm thật là xinh đẹp này không? Đó. À, bây giờ thì cô và con sẽ cùng nhau gấp nhé. Rồi, bây giờ cô Quyên sẽ chọn cho mình một tờ giấy màu và cô Quyên sẽ gấp con bướm cho Thiên Kim xem nha. Đầu tiên thì cô, con sẽ cho Quyên xem biết là đây là hình gì? Dạ, hình vuông. À, đây là hình vuông đúng không nào? Bây giờ từ hình vuông cô Quyên sẽ gấp hai đầu của hình vuông lại. Thiên Kim đoán xem là đây là hình gì? Đây là hình gì đây? Hình tam giác. À, hình tam giác. Vậy thì khi cô Quyên mở hình tam giác ra thì mình lại được hình gì? Hình vuông. À, đúng rồi, giỏi lắm, mình sẽ được hình vuông. Sau khi mở tờ giấy ra thì mình sẽ đặt đường chéo của hình vuông hướng về người gấp. Cô Quyên sẽ gấp một đầu tạo thành hình gì đây? Chị em tam giác nhỏ. À, hình tam giác nhỏ đúng không nào? Bây giờ cô Quyên sẽ lật mặt sau của tờ giấy hình vuông và cô Quyên sẽ gấp lên một đoạn nữa. Thiên Kim nhìn xem đây là hình gì? Chị em thang. À, đúng rồi, giỏi lắm, chính là hình thang. Tiếp tục như vậy, cô Quyên cứ lật và gấp tạo nên các đoạn. Con này nhớ là khi mình gấp thì mình sẽ dùng tay này niết các đoạn thẳng. Cứ lần lượt như vậy, cô Quyên sẽ gấp lật mặt trước và mặt sau của tờ giấy tạo thành các đoạn thẳng bằng nhau. Sau khi cô Quyên gấp xong thì cô Quyên sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Và cô Quyên đã làm xong được nửa cánh bướm rồi nè. Thì Kim thấy cái đẹp không? Đẹp. À, tiếp tục như vậy thì bây giờ con sẽ chọn cho mình một tờ giấy và gấp cùng với cô Quyên nha. Rồi, đầu tiên mình làm gì Thiên Kim? Dạ, gấp lại. Tạo thành hình gì? Hình tam giác. À, đúng rồi, Thiên Kim gấp tạo hình tam giác đi. Rồi, tiếp theo mình làm gì nữa? Ừ, đúng rồi, mở ra. Rồi, tiếp tục mình làm gì? Đúng rồi. Yeah.
Rồi bây giờ mình sẽ dùng nữa một tờ giấy nữa để làm nửa con bướm còn nửa cánh bướm còn lại nha. Rồi Thiên Kim chọn đi nè. Rồi cô Quyên sẽ gấp cùng với Thiên Kim. Cô với con xem ai gấp nhanh hơn đi chưa. Rồi, con nên nhớ là miết và giữ cho các đoạn thẳng được thẳng với nhau nè, đều với nhau. Rồi, được nữa con bướm còn lại nè. Thấy chưa? Bây giờ thì mình là sẽ làm gì nhờ? Sẽ dán. À đúng rồi, mình sẽ dán hai cái bướm lại nhau. Bây giờ Thiên Kim nhìn cô Quyên dán. Được chưa? Cô Quyên sẽ dùng bình hồ và cô Quyên sẽ dán vào các đoạn khoảng cách của cánh bướm. Được chưa? Mình sẽ dùng một lượng hồ vừa phải và bôi vào điểm giữa của cánh bướm. Rồi cô đã dán được giữ chặt cho xong rồi. Mà bay vào tay thì mình sẽ làm gì? Dạ, lau tay. À đúng rồi, giỏi, mình sẽ dùng khăn và lau tay. Để tiếp tục như vậy thì mình sẽ đến với nửa cánh bướm còn lại nha. Rồi, mình sẽ giữ chặt. Thế nào? Rồi, bây giờ mình sẽ làm gì? Để dán gà. À đúng rồi, mình sẽ dán hai cánh bướm lại với nhau đúng không? Quyên sẽ bôi hồ thêm một cánh. Bôi hồ vào phía giữa. Cái từ cũng nhẹ một chút. Rồi, Quyên sẽ bôi hồ vào phía giữa. Nào, quan sát cô Quyên nè. Thành cánh bướm rồi. Sau khi mình đã dán xong rồi mình sẽ mở cánh bướm ra. Ra mình cũng mở cánh bướm ra nè. Rồi con Quyên đã xong con bướm rồi. Có xinh không? Dạ xinh. À bây giờ tới Thiên Kim sẽ dán vào cho cô Quyên nha. Rồi Kim ơi, cô và con vừa tạo hình gấp con gì đây? Dạ con bướm. À tạo hình gấp con bướm đúng không nào? Con thấy con bướm có dễ không? Dạ có. Gấp dễ đó mà. Rồi mình sẽ gấp con bướm nè, thật là kỹ nè, thật là đẹp từ những cái nét gấp này để tạo nên những con bướm thật là xinh đẹp nghe chưa? À về nhà thì mình sẽ gấp tặng cho ai nhỉ? Cho mẹ. À gấp tặng cho mẹ. Rồi chiều nay đi học về nè, mình sẽ lấy giấy màu ra và gấp tạo nên con bướm thật là đẹp để tặng cho mẹ nghe chưa? Trên đây là hoạt động tạo hình gấp con bướm.
thuộc chủ đề thế giới động vật. Bố mẹ có thể sử dụng những tờ giấy màu to hơn để các con gấp và tạo nên những con bướm vừa to và vừa đẹp nhé. Bố mẹ có thể thực hiện lại cùng với các con để các con có thể phát triển được các kỹ năng quan sát, ghi nhớ và phát triển được kỹ năng gấp giấy tạo thành những hình học khác nhau. Kính chúc bố mẹ sức khỏe và có những giờ chơi thú vị cùng với các con. Xin chào và hẹn gặp lại ở các hoạt động tiếp theo.